Hôn em đi anh còn chờ gì?
nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có đâu. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì trong ấy em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Ngày về sau mình chung bước đi. Rồi, cái phần nghi lễ đã đặt lễ đã xong rồi. Bây giờ hôm nay là chúng là họ nhà trai đến đặt lễ để xin lễ là cưới cho hai cháu. Thì bây giờ xin mời vị đại diện nhà trai họ lời trước xin lễ. Tốt, ba quả tín hiệu hai cháu. Vừa tâm lý xây dựng để là 100 năm. Thì hôm nay gia đình họ nhà trai mang lễ vật đến để coi xin ông là làm để cưới cho hai cháu. Bây giờ ý tưởng là như vậy, đúng ra là phát biểu, nhưng mà điều kiện họ nhà trai thì ở thành Trung Quốc, tại nên cũng một số bà con là đại diện thôi, thì không phát biểu được. Thì bây giờ xin trao đổi như vậy. Thì bây giờ trước hết lời mở đầu đã xong rồi, thì xin mời là họ nhà trai này mở quà để tin lễ, phải thôi để tôi nhận. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng
thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi buông mộng mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Phần là như lễ cáo giáo tiên như vậy thì tiếp tục cái phần là gọi như nữ ta cháu không phải cưới thì chị cũng đại diện mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Ngày khăn đông đôi tóc, ngày đôi buông mộc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Được nên duyên đã bao trắng tròn, bây trừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng tròn chiếu mài đời anh. Xin nguyện trăm năm vợ chồng son sánh, chia nhau ngọt bùi cho nhau hạnh phúc chỉ như thế. Đến mai đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trâu đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa
yêu lâu rồi, bây chừ mới được nên duyên. Đã bao trắng tròn bây chừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu. Cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng trong chiếu mãi đời anh. Mãi đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao gia đình họ nhà trai
Còn cháu chúng tôi thì ở đây thôi, ở Việt Nam, ở miền quê. Mọi sinh hoạt cuộc sống ở đây thì theo phong tục của quê hương của Việt Nam. Thì qua bên đó thì mong rằng hôm nay ở đây cũng có chính thức gia đình của họ nhà trai. Nhưng mong muốn những thành viên có mặt đại diện cho nhà họ nhà trai hôm nay ở đây tạo mọi điều kiện để làm sao đó con cháu chúng tôi qua lấy chồng ở đất khách quê người. Thứ nhất là cuộc sống luôn luôn hạnh phúc. Thứ hai nữa là cái mối tình xui ra tuy xa ở Trung Quốc Việt Nam nhưng mong rằng cái tình cảm đó luôn luôn được duy trì và tốt đẹp. Thì đến đây cái phần nghi lễ đã xong thì trước khi kết thúc xin mời hai vị đại diện là đang chia sẻ đến đèn là con. Kính thưa quý chú bác, cái phần tục tức là như vậy là xong. Bây giờ thì họ nhà gái chúng tôi xin trân trọng kính mời quý chú bác họ nhà ta chúng ta ra ngoài kia vừa đón khách vừa tiệc. Cô sao đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống ngày hôm nay. Em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã hôm nay em thật hạnh phúc, làm cô dâu của anh đó. Ngày mai sau
không cách xa bao giờ. Và xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự có mặt của tất cả quý vị đã trở về với lại gia đình họ nhà gái chúng tôi, trở về với lại trung tâm tiệc cưới Hương Liên để cùng tham dự nghi thức lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Hà Sánh Duyên cùng chú rể Trương Tường trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được đại diện cho tiếng nói từ phía gia đình họ nhà gái xin được gửi tới tất cả quý vị đón khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, khi mà con người chúng ta đây khi sinh ra và lớn lên, đến tuổi thành gia lập thất thì ai ai cũng mong muốn cho mình có một ngày hôn nhân thực sự là trọng đại. Đó chính là nguyện ước của những đôi trai gái yêu nhau chân chính và cũng chính là nguyện ước của cô dâu Hồng Hà và chú rể Trương Tường. Thuở ban đầu họ mới yêu nhau và để rồi ông tơ bà Nguyệt sẽ xe sợi chỉ hồng cho hai bạn sẽ được chọn đời bên nhau. Thưa quý vị thân mến, trải qua một thời gian yêu thương tìm hiểu của hai bạn trẻ, được sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương sở tại, được sự chấp thuận của hai bên gia đình và sự tìm hiểu của hai bạn trẻ. Và thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi và tất cả chúng ta đang có mặt tại gia đình họ nhà gái chúng tôi để cùng minh chứng cho một sự kiện vô cùng trọng đại, đó chính là nghi thức lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Hà và chú rể Trương Tường. Và quý vị thân mến, và giờ phút này đây không để cho tất cả mọi người chúng ta phải chờ đợi lâu, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng dành tình cảm của mình vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai nhân vật tinh tú nhất, đôi tân lang và tân gia nhân, cô dâu Hồng Hòa và chú rể Trương Tường sẽ cùng trở về sân khấu với tất cả mọi người chúng ta đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Và giờ phút này đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, xin mời. Chào mừng thật lớn nữa để chúng ta sẽ cùng chúc mừng đi ạ, xin mời. Và xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho đôi tân lang và tân gia nhân đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Và quý vị thân mến, và để cho nghi thức lễ vô quy chúc mừng ngày thúc cho cô dâu và chú rể được diễn ra trong sự chung tay tác hợp của quan viên hay họ và sự chứng kiến của tất cả mọi người chúng ta trở về đây. Sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các bậc vị đại diện cho cả hai bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu để cùng cử hành nghi thức lễ vô quy cho hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và về phía gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đó chính là quý ông Mai Đình Tân, quý bà Trần Thị Thủy, là song tôn phụ mẫu của cô dâu Hồng Hà và một vị đại diện cho gia đình họ nhà gái trở về sân khấu với tất cả mọi người chúng ta từ thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Xin được trân trọng kính mời. Và đồng thời kết tình phương ra với lại gia đình họ nhà gái, về phía gia đình họ nhà trai chú rể Trung Thường, chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đó chính là quý ông Phạm Văn Nhiên, quý bà Mã Thị Đề, là song tôn phụ mẫu của chú rể Trung Thường, trở về sân khấu với tất cả mọi người chúng ta từ thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai xin được trân trọng kính mời cả hai bên gia đình. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là đầy đủ những bậc vị đại diện cho cả hai bên gia đình. Và chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị đang đứng bên cạnh cô dâu Hồng Hà, đó chính là quý ông Mai Đình Tân, quý bà Trần Thị Thủy, là song thân phụ mẫu của cô dâu Hồng Hà. Và bên cạnh đó là vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, đại diện cho cả hai bên gia đình. Và đang đứng bên cạnh chú rể Trương Thường, đó chính là quý ông Phạm Văn Nhiên, quý bà Mã Thị Đề, là song thân phụ mẫu của chú rể Trương Tường, trở về sân khấu với tất cả mọi người chúng ta trong nghi thức lễ vô quy trong buổi trưa ngày hôm nay từ thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và quý vị thân mến, và để cho nghi thức lễ vô quy trong buổi trưa ngày hôm nay chúc mừng cho cô dâu và chú rể được diễn ra đúng như giờ lành mà hai bên gia đình của chúng tôi đã định, thì sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng tuyên bố nghi thức lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Hà Sánh Duyên cùng chú rể Trương Tường do quan viên họ nhà trai, nhà gái kết hợp cùng trung tâm tiệc cưới Hương Liên của chúng tôi đứng ra thực hiện. Giờ đây xin phép được bắt đầu.
đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta sẽ cùng chúc mừng đi ạ. Xin mời. Và quý vị thân mến, thật là tuyệt vời, những tia hoa sáng đến từ trung tâm tiệc cưới Hưng Điền của chúng tôi đã một lần thắp sáng cho tình yêu của Hồng Hà, và trung tưởng sẽ được hạnh phúc bên nhau và mãi mãi trường tồn theo với thời gian. Và xin được cảm ơn sự chuẩn bị đến từ trung tâm tiệc cưới Hương Liên. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, và sau một ngày vui nghi thức lễ hôn quy, chúc mừng ngày chúc trai con của mình, thì hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái đã và đang được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị trở về đây. Đó chính là điều mà hai bên gia đình của chúng tôi mong muốn được chào đón tất cả quý vị. Và sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ cùng đại diện cho cả hai bên gia đình sẽ có đôi lời truyền tới tình cảm của tất cả quý vị đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể quý khách, qua sự tìm hiểu của hai cháu và sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay gia đình chúng tôi làm lễ vu quy. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị đã bỏ một chút thời gian đến chúc phúc hạnh phúc cho gia đình cho hai cháu. Một lần nữa không có gì, tôi xin thay gia đình xin kính chúc quý khách khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và xin được cảm ơn lời phát biểu đại diện cho cả hai bên gia đình rất là nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, mà đúng là sinh thành thì ở mẹ ở cha, mà nên duyên chồng vợ ở ta với mình. Hôm nay Trương Thường và Hồng Hà đã chính thức được nên nghĩa vợ chồng, sẽ không làm sao quên đi được công ơn trời biển của những người làm cha làm mẹ đã sinh thành dựng dục ra hai bạn cho đến ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến tới bàn nghi thức số 1 của chúng tôi để rồi thực hiện nghi thức ơn nghĩa sinh thành, rót ra những ly rượu hồng hiếu kính để rồi dâng kính lên các bậc vị đại diện cho cả hai bên gia đình. Xin mời. You're always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea. Của hai bên gia đình lại với nhau. Xin mời. Và xin mời tất cả quý vị quan khách sẽ cùng chúc mừng cho tình suy ra của hai bên gia đình chúng tôi. 1, 2, 3, xin mời. Và xin được kính chúc cho tình suy ra của hai bên gia đình sẽ được keo sơn gắn bó. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của quý ông quý bà đại diện cho cả hai bên gia đình. Và giờ đây một lần nữa xin được mời quý ông quý bà sẽ cùng tiến lên một bước và dành cho nhau những cái bắt tay thật là thân mật nhất để rồi trở về bên dưới an toàn nhập tiệc. Xin mời. Và xin được thay lời cho cả hai bên gia đình xin được cảm ơn tới vị đại diện rất là nhiều. Xin được mời quý ông quý bà sẽ cùng an toàn tại bàn tiệc của mình sẽ cùng chung vui với tất cả quý vị. Xin mời. Và giờ xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng mà thực hiện nghi thức tiếp theo, đó chính là chiếc ngọt xẻ bùi qua hương vị của chiếc bánh ngày lễ vua quỷ mang đến từ trung tâm tiệc cưới Hương Liên của chúng tôi dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Và quý vị thân mến, và đây đó chính là những gì mà hai bên gia đình đã vun đắp cho tình cảm của hai bạn, được thể hiện qua chiếc bánh kem, được thể hiện cho cuộc sống của hai bạn, đó chính là ngôi nhà và những tiếng cười trẻ thơ. Và chú rể Trung Thường thân mến, hôm nay cô dâu Hồng Hà đã là vợ của bạn rồi.
hãy thể hiện mình là một soái ca trong cuộc đời của cô ấy. Hãy luôn giữ cho bờ môi của cô ấy ngọt ngào như những ngày đầu mới yêu nhau. Đó chính là ly rượu ra môi. 3, 2, 1, xin mời. Thật là tuyệt vời, những sợi dây từ hồng do ông cơ bà Nguyệt đến từ trung tâm tiệc cưới Hương Liên của chúng tôi đã thắt chặt cho tình yêu của Hồng Hà và Trương Tường được hạnh phúc bên nhau và mãi mãi trường tồn theo với thời gian. Và xin được cảm ơn bà Nguyệt đến từ trung tâm tiệc cưới Hương Liên rất là nhiều. Và quý vị thân mến, những sợi dây tơ hồng vừa rồi cũng đã chính thức được khép lại những nghi thức lễ vô quy dành cho cô dâu Hồng Hà và chú rể Trương Tường trong ngày vui hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời cho gia đình họ nhà trai, nhà gái cũng như cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tới tình cảm của tất cả quý vị đã trở về đây để cùng đồng hành cùng nghi thức lễ vô quy. Chúc mừng ngày vui cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây xin phép tất cả quý vị trong cô dâu và chú rể sẽ được tiến tới những bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả mọi người chúng ta đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Thay một lúc con tim anh được đập
là khi có em bên đời anh. Hạnh phúc xin một không cách xa, tình người đắm say anh và em. Dù thế giới có ai xa dối ai, tình đôi ta vẫn mãi luôn nguyên vẹn. Dù thế giới có vẫn đối sao với trời, thì tình anh chỉ trong em mà thôi. Mãi trong tim mình đừng lo lắng khi bên anh đang có em, anh chỉ yêu phải xin em và tôi. Lời hát
Chúa chúng ta.